là chương trình phát thanh online của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Thoại Sơn. Đây là chương trình phát thanh online của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Quyện Thoại Sơn. Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh online của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Thoại Sơn, kỳ 34 năm 2023. Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là phần tin ghi nhận về các hoạt động nổi bật diễn ra trên địa bàn huyện, ký kết chương trình hợp tác nghiên cứu quốc tế về di sản văn hóa Ốc Eo An Giang, Đại hội Điển công đoàn cơ sở xã Thội Giang lần thứ 6 nhiệm kỳ 2023-2028, 310 phần quà Tết, trao tay hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật trên địa bàn huyện. Bế mạc cuốn đá học sinh tiểu học mừng đảng mừng xuân quý mão năm 2023, chương trình rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thị trấn Phú Hòa năm 2023. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Ban Quản lý Di tích văn hóa Ốc Eo, tỉnh An Giang vừa tổ chức lễ ký kết chương trình hợp tác nghiên cứu quốc tế về di sản văn hóa Ốc Eo, tỉnh An Giang. Việt Nam Ấn Độ giai đoạn 2022-2025. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã đến dự lễ. Tại buổi lễ, Ngài Madan Mohan Sithi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình hợp tác nghiên cứu quốc tế về di sản văn hóa ốc eo An Giang, Việt Nam Ấn Độ giai đoạn 2023-2025 với Ban quản lý di tích văn hóa ốc eo tỉnh An Giang. Theo đó, nội dung hợp tác gồm tham dự tổ chức các sự kiện lễ hội, các buổi hội thảo, tọa đàm đặt trong mối liên hệ giữa văn hóa ốc eo tỉnh An Giang và văn hóa Ấn Độ, Tổng lãnh sự ấn độ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ Ban quản lý di tích văn hóa ốc eo tỉnh An Giang đào tạo nguồn nhân lực về khảo cổ học tại Ấn Độ, xúc tiến hợp tác với các cơ quan chuyên môn văn hóa, các chuyên đề về công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa ốc eo, hỗ trợ chuyên gia khảo cổ thẩm định quốc tế đối với các hiện vật văn hóa ốc eo do nhân dân hiến tặng chưa xác định được nguồn gốc và niên đại hỗ trợ tỉnh An Giang tổ chức đoàn đi học tập tại Ấn Độ trong việc nghiên cứu phục dựng lại các mô hình đền tháp cổ đồng dạng với văn hóa ốc eo, học tập các kỹ thuật bảo tồn di tích, di giặc và học tập kinh nghiệm xây dựng hồ sơ di sản thế giới cho khu di tích khảo cổ ốc eo Ba Thê tỉnh An Giang. Dịp này, Ủy ban dân tỉnh An Giang đã trao tặng logo cũng như bức tranh với nền văn hóa dùng đất An Giang thể hiện sự gắn kết lâu dài với Tổng lĩnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua, Công đoàn Cơ sở xã Thọ Giang tổ chức đại hội lần thứ 6 nhiệm kỳ 2022-2028 đến dự đại hội có ông Trương Tung Sơn. Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, ông Đỗ Ngọc Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quyện, đây là xã được Liên đoàn Lao động quyền chọn làm đại hội điểm để công đoàn các xã thị trấn và các ban ngành quyền học tập rút kinh nghiệm. Nhiệm kỳ 2018-2023, với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động quyền, sự phối hợp tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân xã và các tổ chức chính trị xã hội, hoạt động công đoàn xã Thổ Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần cùng đảng bộ và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ đã đề ra. Ban chấp hành công đoàn đã kịp thời thăm hỏi, chia sẻ đến các công đoàn viên khi gặp ốm đau, gia đình có việc hiếu hỷ trong nhiệm kỳ đã tổ chức thăm hỏi được 42 lượt đoàn viên công đoàn, duy trì hai tổ xoay dòng vốn có 24 công đoàn viên tham gia, hàng năm đều tổ chức tặng quà Tết cho công đoàn viên, tặng quà cho con công đoàn viên học giỏi. Bên cạnh đó, ban chấp hành công đoàn xã vận động đoàn viên công đoàn tham gia vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lục, ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19, hộ nghèo cận nghèo Phấn đấu trong nhiệm kỳ mới, công đoàn cơ sở xã Thọ Giang có 100% cán bộ công chức nhân viên lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, duy trì tỷ lệ cán bộ công chức có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo quy định, 100% gia đình đoàn viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Sau thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm hiệu quả, đại hội đã bầu 5 đồng chí vào ban chấp hành, đồng chí Đoàn Bình Đức tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn xã Thọ Giang, nhiệm kỳ 2023-2028. Thực hiện chương trình triệu phần quà sang sẻ yêu thương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Ủy ban dân xã Giọng Đông An Bình Giọng Thê tổ chức trao 150 phần quà Tết cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ quyền đã vận động nhà hảo tâm trao mỗi hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn một phần quà trị giá 300.000 đồng, gồm 15 kg gạo, mì gói, đường, bột ngọt, nước tương. Tổng giá trị của đợt trao quà là 45 triệu đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ quyền vận động công ty Tiến Tiến Phát, thành phố Long Xuyên hỗ trợ. Tính từ ngày 3 tháng 1 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ quyền đã vận động và trao tổng cộng 310 phần quà Tết mừng xuân quý mão năm 2023 cho hội viên phụ nữ nghèo và trẻ em khuyết tật trên địa bàn quyền với tổng kinh phí trên 90 triệu đồng. Trung tâm văn hóa thể thao du lịch và truyền thanh Thoại Sơn phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Thái Hùng vừa tổ chức bế mạc dạy bóng đá học sinh tiểu học mừng đảng mừng xuân quý mão năm 2023 Tham gia giải năm nay có 15 đội bóng với hơn 150 vận động viên là các em học sinh tiểu học trên địa bàn quyền. Được chia làm hai cụm tranh tài, sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, quyết liệt, với tinh thần đoàn kết, cao thượng, các đội bóng đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp, đầy kịch tính, hấp dẫn, thu hút nhiều cổ động viên tham gia cổ vũ. Kết thúc giải đấu, đội bóng thị trấn núi sập xuất sắc giành giải nhất giải nhì thuộc về đội bóng xã vĩnh phú đồng giải ba là đội bóng xã vĩnh trạch và vĩnh chánh qua giải đấu nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho lứa tuổi thiếu nhi nhi đồng trong dịp tết đến xuân về đồng thời tạo điều kiện cho các em được giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm học tập và thi đấu thể thao Chi hội nông dân ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch đã tổ chức đại hội đại biểu chi hội nông dân lần thứ hai, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là chi hội được xã Vĩnh Trạch chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho đại hội chi hội nông dân các ấp trong xã. Tham dự có ông Phan Thanh Tùng, hội nông dân quyền, bà Dương Thị Hằng, phó bí thư thường trực đảng ủy, trưởng khối dân dân xã, ông Nguyễn Hữu Chí, chủ tịch hội nông dân xã, cùng lãnh đạo ban nhân dân bảy ấp và 40 hội viên nông dân tiêu biểu ấp Vĩnh An tham dự. Nhiệm kỳ 2019-2022, Chi hội nông dân ấp Vĩnh An đã tập trung củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức chi hội và hội viên nông dân, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, điều lệ hội nông dân, công tác phòng chống dịch bệnh trên người, vật nuôi, cây trồng, vận động nhân dân tham gia phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát triển một chi hội nghề nghiệp kỹ thuật trồng lúa với 15 thành viên, phối hợp mở một lớp dạy nghề, hai lớp tập huấn về chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng, các mới năm căn nhà trị giá gần 250 triệu đồng. Dẫn động các nhà hảo tâm giúp cho 30 hội viên thoát nghèo. giới thiệu Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 214 nông dân dài 6,1 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình, tham gia dự vững an ninh trật tự trên địa bàn ấp. Nhiệm kỳ 2023-2028, Chi hội nông dân ấp Vĩnh An tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế, chú trọng công tác phát triển hội viên, vận động nông dân tham gia các lớp dạy nghề, hội thảo để nông dân tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản phẩm mới thân thiện với môi trường chung tay cùng chính quyền địa phương duy trì nâng cấp các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tiến tới xây dựng xã diễn trạch đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đại hội đã bầu ban chấp hành chi hội gồm 3 thành viên ông lương thanh tùng được tiếp tục tín nhiệm trúng cử chi hội trưởng chi hội nông dân ấp vĩnh an nhiệm kỳ 2023-2028. Nằm trong chương trình trao quà Tết cho hộ nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị trấn Phú Hòa phối hợp ngân hàng Sacombank vừa tổ chức trao quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn Thị trấn. Mỗi hộ được trao tặng một phần quà trị giá 500.000 đồng. Tổng kinh phí đợt trao quà là 10 triệu đồng do ngân hàng Sacombank hỗ trợ, qua đó động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn, đón một cái Tết cổ truyền đầm ấm vui tươi. Mới đây, Khối dân dân xã Vĩnh Khánh tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân dân, quy chế dân chủ cơ sở năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 đến dự của bà Trần Thị Ngoan, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quyền, ông Võ Phương Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, trưởng khối dân xã Vĩnh Khánh cùng đại diện các ban ngành đoàn thể xã tham dự. Năm 2022, với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể khối dân xã đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng như sau: tổ chức tuyên truyền về chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng nông thôn mới nâng cao, phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm trên người, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, dẫn động nấm gạo tình thương, được 1.200 kg hỗ trợ cho 120 lượt người, có hoàn cảnh khó khăn, hiến máu nhân đạo được 68 đơn vị máu, tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên, Đại hội cựu Chiến binh, nhiệm kỳ 2022-2027, phối hợp Ủy ban Nhân dân xã vận động quỹ vì người nghèo được trên 1 tỷ 868 triệu đồng, đạt 467%, tham gia công tác quà giải về tranh chấp dân sự, lĩnh vực đất đai. Kết quả, quà giải thành 3 trên 3 đơn, đạt 100%, thực hiện kế hoạch giám sát theo quyết định 217-218 của Bộ Chính trị và giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Phương Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, trưởng khối dân dân xã, đã ghi nhận những kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và địa phương, công an quân sự phối hợp tăng cường công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau Tết Nguyên đán, quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức phát triển đoàn viên hội viên, tiếp tục tổ chức thực hiện đạt kết quả quyết định số 217-218 của Bộ Chính trị. Thực hiện kết nối giữa phong trào thi đua của chiến binh gương mẫu với phong trào của chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo làm kinh tế giỏi, hội viên hội của chiến binh xã định Mỹ đã nêu cao tinh thần tự lực tự cường, vượt qua khó khăn, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nhanh chóng thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Hội thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, giới thiệu ngân hàng chính sách xã hội quyện cho 25 hội viên vay vốn với số tiền là 240 triệu đồng, duy trì vận động hội viên góp vốn xoay dòng. Được 4 tổ hùng vốn có 32 thành viên và quỹ hội tính đến nay được gần 23 triệu đồng, qua đó cho 6 hội viên mượn vốn quỹ hội là 8 triệu đồng để mua bán nhỏ, từ đó đời sống của hội viên được ổn định. Duy trì 4 câu lạc bộ của quân nhân, củng cố 4 câu lạc bộ tuổi 17 ở 4 ấp có 23 thanh niên, phối hợp cùng với ngành đoàn thể và các ấp vận động nhân dân thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, tiến đến nông thôn mới kiểu mẫu. Tổ chức 6 buổi vệ sinh môi trường có 21 lượt hội viên tham gia, phối hợp với lực lượng công an tuần tra bảo vệ an ninh trật tự. Với những việc làm thiết thực, phong trào thi đua của chiến binh gương mẫu của hội cựu chiến binh xã Định Mỹ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận và thực sự đi vào đời sống của hội viên. Đây cũng là động lực thúc đẩy các phong trào hoạt động của hội cựu chiến binh xã ngày càng đạt hiệu quả, từ đó góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh online của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Thoại Sơn. Chuyên mục An sinh xã hội. Chuyên mục An sinh xã hội. Quý vị và các bạn, mỗi dịp Tết đến xuân về, cấp ủy Đảng, chính quyền hai xã Dĩnh Trạch, Dĩnh Chánh và toàn xã hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt để chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội. Qua đó, mong muốn ai cũng có một cái Tết đầy đủ ấm áp và động viên thêm sức mạnh giúp người nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội luôn phấn đấu dương lên trong cuộc sống. Trong chương mục an sinh xã hội kỳ này, phóng viên Thành Trung có ghi nhận phóng sự, mặt trận xã dĩnh trạch, dĩnh chánh, chăm lo tốt cho người nghèo và gia đình chính sách. Mời quý khán giả cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tết nguyên đáng quý mão đang đến gần. Để chung tay chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn hai xã Vĩnh Trạch, Vĩnh Chánh có được một cái Tết ấm áp trọn vẹn cùng với chính quyền và các ban ngành đoàn thể, mặt trận xã Vĩnh Trạch, Vĩnh Chánh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần giúp người nghèo có thêm nguồn động lực dương lên trong cuộc sống để làm tốt công tác chăm lo cho người dân đón Tết ấm áp yên vui. Xã Vĩnh Trạch, xã Vĩnh Chánh đã tập trung mọi nguồn lực vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương cùng chung tay chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội. Tiêu biểu như tỉnh xá Ngọc Chiếu đã trao tặng 200 phần quà cho bà con nghèo, cặn nghèo trên địa bàn xã Vĩnh Chánh. Chùa Quan Âm trao tặng 300 phần quà cho bà con nghèo, cạn nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn xã Dĩnh Trạch. Nói về công tác chăm lo cho hộ nghèo, cạn nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão, ông Phạm Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Chánh cho biết: Chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ cạn nghèo và các các đối tượng bảo trợ xã hội như người già neo đơn, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam và gia đình chính sách thì Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã xây dựng cái kế hoạch tổ chức vận động quà Tết cho các đối tượng. Qua quá trình vận động thì đến nay thì đối với xã Vĩnh Chánh đã vận động quà để giúp đỡ cho bà con nghèo ở trên địa bàn của xã nhằm làm sao đảm bảo hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và các cái đối tượng bảo trợ xã hội đều có một phần quà để vui sưng đón Tết bằng tấm lòng nhân ái và trách nhiệm nhiều cán bộ công nhân viên chức các nhà hảo tâm cùng với các đơn vị doanh nghiệp nhân dân trong và ngoài địa phương đã tích cực giúp đỡ các hộ nghèo bằng vật chất và tinh thần góp phần để họ dơ đi khó khăn dương lên trong cuộc sống có thể thấy sự thành công của quỹ vì người nghèo và công tác chăm lo tết cho người nghèo chính là tấm lòng từ những người hảo tâm tại hai xã Vĩnh Trạch, Vĩnh Chánh, số hộ nghèo cận nghèo, gia đình khó khăn tuy có giảm nhưng cuộc sống còn khó khăn, rất cần sự chung tay góp sức của cộng đồng. Để ai cũng có Tết, bà Dương Mỹ Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trạch cho biết thêm thực hiện chính sách an sinh xã hội và cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc lá lành đùm lá rách thì trong những năm qua mặt trận xã vĩnh trạch đã cùng với các tổ chức cá nhân trong và ngoài địa phương luôn dành sự quan tâm đối với các gia đình chính sách người nghèo các đối tượng bảo trợ xã hội người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống trong dịp tết quý mão năm 2023 này thì hưởng ứng cái lời kêu gọi cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau thì mặt trận tổ quốc xã Vĩnh Trạch cùng với các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương tặng 1.200 phần quà Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội với mỗi phần quà trị giá tối thiểu là 300.000 đồng. Để quà Tết đến kịp thời và đúng địa chỉ người nhận, Ủy ban Nhân dân cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hai xã Vĩnh Trạch, Vĩnh Chánh đã tìm hiểu, nắm vững cụ thể số lượng các đối tượng chính sách người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội tại địa phương, từ đó có sự trợ giúp thiết thực đúng đối tượng, thường xuyên tuyên truyền, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương đóng góp nhằm nâng cao chất lượng và có thêm nhiều phần quà Tết dành tặng cho người nghèo, cặn nghèo, hộ khó khăn. Phấn khởi khi nhận được quà Tết, bà Nguyễn Thị Lệ thuộc diện hộ nghèo xã Vĩnh Trạch chia sẻ. Được chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ cho tôi phần quà, tôi rất vui mừng và vô cùng xúc động. Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp, đặc biệt quý mạnh thường quân đã tạo điều kiện cho gia đình chúng tôi có điều kiện đón Tết nguyên đáng kỹ mão tốt hơn. Cùng nhận được phần quà nhân dịp Tết Nguyên đáng Quý Mão năm 2023, ông Trần Giang Hải, thuộc diện hộ nghèo xã Vĩnh Chánh, vui mừng chia sẻ. Tôi cảm ơn ủy ban dân xã Vĩnh Chánh và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho tôi một phần quà để vui xuân đón Tết. Tôi xin thay mặt hộ nghèo thành thật cảm ơn. Chung tay góp sức giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội là việc làm thiết thực, phát huy nét đẹp truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc ta, đồng thời tạo động lực, niềm tin, sức mạnh để người nghèo từng bước vươn lên trong cuộc sống. Chương trình phát thanh online do Trung tâm văn hóa thể thao du lịch và truyền thanh thoại Sơn đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong kỳ tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.